Chào anh em nhá. Hôm nay có máy con máy 36 14 cân này trước khi xuất bán đây thì cũng nhiều người mua máy rồi mà vẫn thắc mắc một chút về cái cách sử dụng thì mình quay cái video ngắn này để cho anh em biết cách sử dụng và lắp đặt nhá. Đầu tiên ấy là cái máy này ấy là đường điện này là nó cắm điện 220V bình thường này. Đấy, đường nước này là nó cần có hai đường nước vào anh em nhá. Bởi vì sao là nó lấy nước phải thật nhanh thì nó giặt mới nhanh được. Ở đây mình đã ghi rõ này, cái này là lọc là vệ sinh định kỳ này. Đường nước ra nó có hai đường nước ra các nhá. Đó, hai đường nước vào thì phải tương ứng với hai đường nước ra. Rồi. Ở trên máy này ấy thì đây là cái giao diện phía trước này. Đấy. Cái máy này thì nó là máy chân mềm, không cần ba pha và cứ đặt trong đất là nó chạy thôi. Thế nhưng mà để an toàn khi lắp đặt ấy là các bác nhớ là ở đây ấy, nó có bốn cái lỗ. Ở phía trước này hai cái, đằng sau hai cái, là khoan cái ấy xuống đây, khoan cái lỗ bắt vít trong đây nhá và vít nó xuống nền nhá, để phòng khi mà nó giặt ấy mà nó xảy ra sự cố thì nó không di chuyển đến chỗ khác được. Đó, cái này ấy là nó có thể giặt mỗi lần ấy hai cái chăn vừa hoặc là một cái chăn lớn. Thời gian giặt thì khoảng 35 25 35 phút tùy mình chọn nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ các bác về cách giặt nhá. Và cho anh cái chăn vào phát. Đây là mình đang có hai cái chăn đây này. Đấy, đây mình sẽ cho đây giặt cho bác xem. Rút ra đây mà không có ống vít đấy, ống vít đấy. Đấy, khi giặt thì các bác nhớ rút cái chăn này ra nhá. Để phòng bên trong nó có bật lửa hoặc rơi cái gì bên trong, nó vào nó sẽ rách gioăng. Đó. Cái này là chăn phồng sông Hồng cái này. Rồi. Đấy. Thì các bác lưu ý như này là cái đồ lượng đồ giặt bên trong máy ấy nhá. Đồ giặt trong máy là như này. Thì đây là cái lồng lồng của nó này. Đấy, lồng của nó nên là cái lượng đồ giặt ấy là nó không được vượt quá cái mép lồng này nhá. Đấy, nó nằm trong cái mép lồng này là ok. Thế còn nếu mà nó lồi ra quá như này ấy là mà các bác cố ấn vào ấy là nó sẽ hỏng máy nhá. Nó sẽ hỏng đồ giặt và hỏng cả máy luôn á. Đấy. Cái đồ giặt nó nằm trong cái lồng như này ok. Rồi các bác đóng cửa vào. Rồi. Thì trên cái này là các bác kéo nó ra, kéo cái khay này ra. Thì các bác có thể đổ nước giặt vào đây nhá. Đổ đổ nước giặt cái nước giặt lỏng của mình ấy đổ vào đây. Nước xả thì đổ vào đây. Đấy, xong đóng vào. Trường hợp các bác dùng xà phòng ấy, xà phòng bột thì các bác thả vào cái lỗ này. Đấy, thả vào đây là nó sẽ hòa tan ở đây, máy bơm nó sẽ bơm mà nó hòa tan nước vào đây. Máy này nó có những cái vòi. Đây, những cái vòi tưới nước như ở đây là nó có sẵn. Đấy, có cả hệ thống bơm tưới tuần hoàn đầy đủ. Rồi, đóng cửa vào này. Đấy, đây là bảng điều khiển của nó. Đấy, bảng điều khiển. Thì mình sẽ nói qua về cái bác bảng điều khiển này nhá. Sau khi cho đồ này, đổ xà phòng vào này, đổ nước xả vào này, đóng nắp. Rồi giờ mình sẽ chọn chế độ giặt phù hợp. Đấy, ví dụ như là đây là chế độ watt 1 này là 31 phút này. Đây là thời gian này. Đấy, tổng thời gian nó sẽ chạy này. Watt 2 này. Đấy là đây là sẽ giặt 2 này là 44 phút này. Watt 3 này là giặt 3 này là 53 phút này. Watt 4 này là giặt ngâm này là 120 phút này. Watt 5 này giặt ngâm vừa này là 101 phút. Đấy, tùy mình chọn. Ví dụ đây mình chọn 31 phút. Ok. Đấy, khi mình chọn như này xong rồi ấy là mình nhấn start. Nhấn vào đây. Đấy, là lúc này là máy nó sẽ chạy. Đấy, tất cả cái thao tác nó rất đơn giản như vậy. Thế còn ngoài ra ấy, ở trên này này, trên này là nó có thêm những cái nút khác, ví dụ như là hóa chất cấp 1 này là lấy thêm nước giặt lần 1, nhưng mà đấy là với phiên bản mà bơm tự động, còn đây là phiên bản đổ tay thì các bác nhấn thì cũng không có tác dụng. Nước xả này ấy, cũng thế. Bốn cái nút này ấy là nó dành cho các bác mà sử dụng cái phiên bản tự động. Còn đây là phiên bản là cái phiên bản mà bơm tự động. Còn cái phiên bản này là các bạn dùng bao nhiêu đổ bấy nhiêu nhá. Đó. Đây là nút stop này. Nút này khi các bác muốn ngưng chương trình thì nhấn vào đây. Nhấn vào stop. Đấy là nó ngưng. Rồi, ở đây ấy, nó còn một cái việc nữa có thể làm được là các bác muốn hỏi là thế nó vắt thì nó vắt như nào? Tôi chỉ muốn vắt không thôi thì làm như nào, hoặc tôi chỉ muốn lấy nước không thì làm như nào? Thì ở đây ấy, nó có một chế độ là chế độ bán tự động. Là các bạn nhấn vào cái chữ auto trên mắc luôn này. Đấy, nhấn vào đây. Thì đây ấy, nó đã ghi rõ là bao nhiêu phút. Đầu tiên ở đây ấy, thì đang là giặt tự động này.
nhấn một lần thì nó sẽ sang giặt bán tự động. Giặt bán tự động này dành cho các bác giặt chuyên nghiệp muốn giặt thêm cái này cái nọ cái kia hoặc là tùy chỉnh theo thời gian của mình. Đấy, đây ý, cái biểu tượng này này là biểu tượng quát này này là biểu tượng giặt này. Đó, muốn giặt bao nhiêu thì mình giặt này. Rồi, cái biểu tượng water này này là biểu tượng nước này. Đấy, ví dụ đây mình làm thử cho các bác xem. Ví dụ như là mình muốn giặt, đây mình muốn giặt cái này trong vòng 30 phút. Ok, là mình nhấn start này, răn này, nhấn vào đây này, răn nào nó chạy này. Rồi, lúc này là nó sẽ giặt, là nó sẽ cho vào đây 25% nước, tức là 1/4 lồng nước vào đây nó sẽ giặt. Bây giờ các bác muốn nó giặt nhiều nước hơn thì các bác nhấn vào đây. Đấy là 100% nước này, nhấn lần nữa là 80 này, lấn lần nữa là 70, 50, tùy các bác. Tùy các bác là muốn lấy bao nhiêu nước thì lấy. Cái này ấy là cái phần mà thoát nước đi, là dry này. Tức cái drain này là thoát nước đi, ví dụ như là mình muốn xả nước đi thì mình nhấn vào đây. Mình muốn vắt thì mình nhấn vào spray này là vắt. Còn dry này là sấy, là dành cho phiên bản cho máy có sấy. Bây giờ ví dụ các bác muốn vắt thì các bác nhấn stop. Đấy. Sau các bác nhấn spin này. Đấy, spin này là vắt thì đây nó có vắt 6 phút, 5 phút, 3 phút và 7 phút. Ví dụ các bác muốn vắt 7 phút thì các bác chọn 7 phút xong nhấn răn. Là lúc này máy nó sẽ tự vắt. Đấy, nó sẽ tự thoát nước đi và nó vắt. Thế còn khi mà muốn về chế độ tự động ấy thì nhấn stop. Rồi nhấn sang auto trên manual này và chọn lại chọn chế độ như bình thường. Đó. Đấy, là nó sẽ về chế độ giặt tự động. À, lúc này nó sẽ tự động hoàn toàn đến khi vắt xong. Đó. Cái nút này này là nút bỏ qua bước. Ví dụ như là một chu kỳ giặt này nó có 3 lần giặt thì các bác có thể nhấn vào đây để bỏ qua cái bước này là đang giặt bước 1 này, nhấn phát nữa này nó bỏ qua bước 1, tiến đến bước 2. Nhấn bước nữa nó bỏ qua bước 2 đến bước 3 luôn. Nó rất là tùy vào cái quy trình của mình giặt mà mình muốn làm như nào thì nó nghe mình như thế. Còn sử dụng mà nhanh nhất là các bác nhấn vào cái tùy từng cái thời gian này của các bác cần chọn, sau đó nhấn start. Thế là hết.